lúc và em xin chào thầy sư Trung Hiếu. Em tên là Vũ Thế Việt, hôm nay em 35 tuổi, hiện em đang sinh sống tại Nam Định. Hiện tại bây giờ em cũng mới về nước, trước kia thì em có sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Em mới về nước được gần 2 tháng nay vẫn chưa tìm được cái công việc gì phù hợp. Thì hôm nay em tham gia group cũng mong muốn là kiếm được một cái việc để làm và kiếm thêm thu nhập thu động cho mình. Thì hôm nay em làm một video giới thiệu về mình để được thầy và các anh chị em xem xét cho em được tham gia và giúp đỡ dìu dắt em trên con đường làm MMO kiếm tiền. Thứ nhất là để cho bản thân mình có được một số tiền để chi tiêu hàng ngày và có thể thành công, sau đó mình có được chút ít kinh nghiệm, mình sẽ mang thành công của mình ra để chia sẻ với cộng đồng, mang lại những cái giá trị cho cộng đồng. Vì em nghĩ rằng cuộc đời này thì cũng không mình thì sinh ra hai bàn tay trắng, chết đi cũng trắng hai bàn tay, không mang theo được cái gì. Cho nên cái giá trị mà em nghĩ là nếu mà mình thành công, mình có thể chia sẻ, có thể mang cái kinh nghiệm của mình chia sẻ.